Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình có thêm một bài ngữ pháp để học chung với mọi người nha. Hôm nay là bài 41. Bài này là sẽ có to, either, so am I, nghĩa là do I. Trong tiếng Việt, dịch ra thì là cũng vậy luôn. Ví dụ như là tôi vui, bạn cũng vui. À không, bạn vui, tôi cũng vui vậy. Tôi không vui, bạn cũng không vui vậy. Thì trong tiếng Việt nó chỉ là cũng vậy, cũng là xong cho tất cả mọi thứ. Còn tiếng Anh nó chia tới 4 thứ khác nhau, cho nên là hơi khó chỗ này. Rồi bây giờ là cái đầu tiên nha. I'm happy, tôi vui nè. I'm happy too, cái này là dễ nhất nha. Và ai cũng biết luôn, phải không? Hoặc là có một cái chữ đơn giản là me too. Rồi mọi người muốn nói me too ở đâu cũng được, là tôi cũng vậy. Tôi vui, bạn cũng vui, rồi xong. Còn ở bên này nè, mới là cái khó nè. I'm not happy, hồi nãy là vui nha. Bây giờ là tôi không vui nha. Thì mình cũng không vui giống bạn luôn. Thì mình không nói I'm not happy too, mà mình phải nói là I'm not happy either. Chữ này đọc là either hay either gì đó, hai kiểu đọc, nhưng mà mình hay đọc either. Ở chữ either viết tầm bậy rồi. Viết vậy. Để coi cách đọc nha. Đây bốn cách đọc. Anh Either. Rồi, anh với anh Mỹ. Nói chung là either hay either gì cũng được hết, không có gì khác nhau ha. Đọc sao cũng ra hết. I'm not happy either. I'm not happy either. Vậy là rốt cuộc mình nói cái nào nhiều hơn. Rồi mình cũng không biết mình đang dùng cái nào nhiều hơn luôn. Tại vì anh hay Mỹ nó cũng dùng hai kiểu luôn. Thích kiểu nào dùng kiểu đó. Vậy thì có chỗ này là nó khác. Rồi mình sẽ đọc thêm ví dụ để mình hiểu tình huống hơn. Chủ yếu cái này là dùng quen miệng thôi, chứ về nghĩa thì nó y chang với nhau à. Rồi đây, we use to after positive verb. Đây mình sử dụng to sau cái động từ mà nó gọi là khẳng định. I'm happy too. Rồi, bạn vui, mình vui. Rồi, I enjoy the film. Tôi đã rất là thích cái phim này, đúng không? Đi coi phim thấy vui á. I enjoy it too, thấy không? Mình cũng vậy luôn. Hoặc là nó me too hết luôn cũng được luôn. Người ta cũng hiểu, người ta cũng không bắt bẻ gì mình đâu. Mary is a doctor. Rồi, Mary là một cái bác sĩ. Her husband is a doctor too. Và chồng cô cũng là bác sĩ luôn. Cũng vậy luôn, đúng không? Thì là to. Thì bên đây là quá dễ, đúng không? Rồi bên đây là mình nghĩ là mọi người đã quen rồi. Có cái bên đây nó cũng nó hơi khác nè. I'm not happy. I'm not happy either. Đó. Tôi không vui, tôi cũng không vui. I can't cook. Tôi không biết nấu ăn. Thì mình cũng không biết nấu ăn giống như bạn đó luôn. I can't either. Nha. Đó, không có dùng I can't to vô được nha quý vị. Đó thì sai ngữ pháp là ở chỗ này. Nếu lỡ mình nói I can't too thì người ta hiểu không? Thực ra thì là cũng biết chứ, không có thể nào là không biết. Tại vì mình nói là I can't là người ta cũng hiểu là mình giống người ta rồi, đúng không? Nhưng mà về mặt ngữ pháp thì nghe nó kỳ cục dữ lắm. Và đây cũng là một trong số những cái cấu trúc mà phải nói là cơ bản. Cho nên là nếu mình muốn mình giỏi một chút thì nên có cái này vô á, thật sự nha. Chứ để cứ gì cũng too hết thì nếu bạn muốn nói kiểu tiếng bồi, cái gì cũng too hết thì cũng được, nhưng nó không hay nha. Nếu biết thì tốt hơn mà. Bill doesn't watch TV. Bill nó không có coi TV. He doesn't read newspaper either. Và nó cũng không có coi báo luôn. Không có tiếp cận với một cái truyền thông gì ha. Rồi, either. Ok. Rồi, là thấy hơi quen quen chút xíu nào chưa? Vậy mình đặt thử một câu nha. Tất nhiên là mình sẽ đặt bên cái chỗ không này nhiều hơn. Tại vì bên kia nó chu là được rồi, mình dễ mà, đúng không? Ví dụ như là tôi không phải là bác sĩ. Bạn cũng phải bác sĩ luôn. Thì bạn sẽ nói là sao? I'm not a doctor. Bạn kia cũng nhớ là I'm not a doctor either. Thì ví dụ nói nha, tôi không thích thể thao. Rồi bạn nói bạn cũng không thích thể thao luôn coi nào. Thử nha quý vị. Rồi cô chú anh chị em nói thử theo luôn. Giờ chứ nói là I don't like sport. Rồi ví dụ mọi người cũng không thích thể thao luôn, mọi người sẽ nói là I don't like sport either. Tiếp nha. I don't like karaoke. Mình nói mình không thích hát karaoke. Mọi người nói luôn, mọi người không thích hát karaoke luôn nè. Thì nói sao? I don't like karaoke either. Rồi, cứ như vậy ha. Cứ phủ định là either vô. Học cái chữ này, either. Rồi bây giờ tiếp nè. Sau khi hơi quen quen either ha, làm tiếp một cái nữa là neither. Thì ở đây á, hồi nãy là mình có cách là I'm happy. Bạn kia cũng vui thì nói là I'm happy too, đúng không? Ngoài ra, bạn có thể nói là so am I. Tức là người ta nói bằng cái động từ gì thì mình dùng lại cái động từ đó. So cái gì đó ai là chưa là xong. Đây xuống đây mình cho mọi người coi nha. Ví dụ như là I'm working, so am I là tôi cũng làm việc luôn.
À, cũng giống như vậy, cũng giống như me too vậy đó, bên cái cột khẳng định này cũng dễ. Rồi, I was late for work today. Thì ở đây, sorry, người ta dùng chữ was, phải chưa? Thì cái câu của mình là so was John, hoặc là so was I, đúng, trong trường hợp này là tôi đi trễ và thằng John nó cũng đi trễ thì là so was John. Còn nếu tôi cũng đi trễ là so was I, vậy ha. Thì đây có nghĩa là cũng dùng y chang vậy, người ta dùng động từ gì? Mình dùng lại cái động từ kiểu đó thì đó, nhưng mà cái chủ ngữ là mình nha, là cái chủ ngữ mình đang nói tới là xong. Ví dụ đây, I work in a bank, tôi làm việc trong ngân hàng. Chữ work này là hiện tại đơn đúng không, và cho chủ từ I. Còn giờ mình cũng làm việc trong ngân hàng luôn, so do I. Còn ví dụ như mình nói giờ cái cô kia cũng làm việc trong ngân hàng thì sẽ là so does she. Đó, vậy là xong thôi, khẳng định là đơn giản ha. Tiếp nha, we went to the cinema last night. Chúng tôi đã đi tới rạp chiếu phim vào tối qua. Đã đi là quá khứ đơn, vậy thì là so did we. Nếu như mà tụi mình, tất cả chúng mình cũng đi, còn hỏi mà đi mình sẽ là so did I. Đó, người ta dùng động từ kiểu gì thì cái động từ mình mượn ở dưới là theo cái thể đó, được chưa? Người ta dùng to be, mình dùng to be. Người ta dùng cái kiểu động từ thường thì mình mượn do does vào. Do does hay là did hay là thậm chí là have done cũng vậy luôn. Ở đây có I'd like nè. I'd like to go to Australia. Tôi rất là muốn đi Úc. Thì bạn này cũng muốn luôn. Thì so would I. Thì tại chữ này là gì? Ở trên là I would like đúng không? Thì ở dưới này nó cũng là I would like luôn. Ví dụ như thêm một cái nữa nha. Tôi đã mua thức ăn rồi. I have bought some food. Trong đầu nghĩ là ví dụ rồi, chỉ có ăn thôi mọi người ơi. Rồi, thì tôi cũng mua rồi, bạn mua rồi, tôi cũng mua rồi. So have I. Đó, vậy nha. Và là nếu mà tôi sẽ đi du học chẳng hạn, tôi sẽ đi học. I will study abroad. Đó, tôi sẽ đi du học. Mình cũng đi du học luôn. Thì là so will I. Rồi, quá dễ dàng không? Tất nhiên trả lời me too cũng được, nhưng mà biết thêm kiểu này thì nó thêm một cách nữa, chứ tối ngày me too hoài cũng chán. Rồi được ha. Còn bây giờ cũng giống như vậy nhưng là phủ định. Ở trên phủ định có thì đây cũng có. Đây người ta là neither am I. Đây đây là gì? I'm not happy. Thì không có nói là so not I được, so I'm not I được, mà phải là neither am I. Thì cái chữ neither đấy có nghĩa là gì? Neither là not either đó, chữ neither nha. Hồi nãy là có either đúng không? Bây giờ là có neither. Neither là bằng gì? Là bằng not either đó. Dã man thiệt chứ. Đó. Thôi người ta cứ tu hết đi đúng không? Như tiếng Việt cho nó dễ không? Chia ra bốn kiểu cho nó mắc công chơi vậy đó. Nhưng mà tại vì mình là người nước ngoài so với tiếng Anh cho nên là mình thấy nó khó. Chứ nếu mà mình lớn lên trong ngôn ngữ này thì mình sẽ thấy nó bình thường, không có gì hết. Rồi, neither là not either, vậy thì sẽ làm sao? I haven't got a key. Tôi không có chìa khóa đúng không? Rồi, neither have I. Thì bên kia là so cái gì đó I đúng không? Thì bên đây phủ định sẽ là neither cộng với cái chủ từ đó và I, giống như hồi nãy chỉ có thêm là chữ neither thôi. Ok. Rồi tiếp nè. And can't cook. Cái động từ này khiếm khuyết của mình là can't rồi đúng không? Không có thể nấu ăn. Thì Tom cũng không nấu được luôn. Neither can Tom. Tom cũng không nấu được luôn. Rồi tiếp. I won't be here tomorrow. Ngày mai tôi sẽ không ở đây. Thì bình thường của mình là will bình thường đúng không? Còn đây sẽ là bên đây là so will đúng không? Nếu mà sẽ đi, còn giờ không sẽ thì sao? Neither will I. Rồi xong ha. Chữ neither hình như nó cũng giống với chữ either á, cũng phải bốn cách luôn chứ. Đúng rồi đó. Neither hoặc là neither đều đúng ha. Neither. 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 Cách nói thì bốn cách rồi, cách đọc cũng bốn kiểu luôn. Rồi, nhưng mà hy vọng là hết bài này các bạn bớt thắc mắc về cái này nha, bởi vì mình thấy trong bài thi lo nó chọt vô một câu này. Người ta nói cái câu ở trên, xong ta chói câu dưới, trả lời là gì các bạn trả lời chật lất à, các bạn cứ so do I gọi là me too riết luôn à, đúng không? Mình cũng vậy, cứ trả lời me too thôi thì không được nha. Thật ra nó có bốn thứ khác nhau. Rồi tiếp luôn nè. Neither will I rồi đúng không? I never go to the cinema. Rồi tôi thì không bao giờ đi rạp chiếu phim luôn. Neither do I. Tại chữ do, chữ go ở trên của ta là hiện tại đơn rồi. Rồi, hoặc là còn dùng chữ no nữa. Trời ơi, đã neither là mệt rồi. Đây là trường hợp đặc biệt thêm nha. Người ta còn dùng chữ no thì cũng là giống neither á.
Dụ như là I'm not married, tôi thì chưa chồng. Xong bạn kia cũng nói nor am I, hoặc là neither am I, giống nhau luôn ha. Cái này biết thêm thôi, chứ dừng lại neither chắc cũng vui rồi. Ok, có gì coi lại bài băm chính nữa. Thôi bài này quá trời quá đất rồi. Vậy là phải thêm coi thêm gì, chủ yếu bài này là cái me too là làm được rồi nè. Thêm một cái là I'm not happy either, thì cái either nằm ở cuối câu ha, cuối câu. Còn dưới đây là nằm ở đầu câu, so am I và neither do I. Đây, hai câu chút này. Tôi cũng vậy và tôi cũng không vậy. Ok. Rồi tóm lại là đây là tôi cũng vậy. Ok. Và bên đây là tôi cũng không vậy. Trời đất ơi. Không vậy. Đó. Trên đây các bạn Trinh cũng y chang luôn. Rồi giờ vô làm bài tập để cho nó quen nè, chủ yếu là quen miệng thôi. I'm happy thì hôm nay là cũng vui luôn không? I'm happy too. Rồi, cuối câu à, chỉ có to với either thôi ha. I'm not hungry, tôi không đói. Thì tôi cũng không đói luôn. I'm not hungry either. Được không? Either hoặc either. I'm going out. Rồi, tôi định ra ngoài. Thì tôi cũng going out too. Rồi, tôi cũng đi luôn. Là to. Được không? Rồi, mọi người có thể suy nghĩ làm ha. Rồi, dưới đây cũng là các dạng đó. Ta kêu làm dạng gì thì mình làm chữ đó thôi. Không gì hết, rồi cả đống vậy luôn. Nhưng mà cũng mình thấy bài này làm luyện tập như vậy là còn hơi ít đó. Làm xong này chưa có quen lắm đâu, phải tự đặt câu thêm nha. Rồi, it rained on Saturday. Rồi, trời mưa vào thứ bảy. Thì ở đây nó cũng mưa vào thứ bảy luôn. Two. Jenny can't drive a car. Jenny nó không biết lái xe đâu. She can't ride a bicycle. Xe đạp nó cũng không biết giết, không biết lái luôn. Trời đất ơi, hay quá vậy. Biết bơi không bé? Tiếp, I don't like shopping. Tôi không thích đi mua sắm. I don't like shopping either. Rồi, tôi cũng không thích shopping luôn. Jen's mother is a teacher. À, mẹ của Jen là giáo viên. Her father is a teacher too. Ba nó cũng làm giáo viên luôn. Rồi, vậy là cái số 1 đơn giản nhẹ nhàng làm được ha. Mình nghĩ là được. Ai chưa quen, rồi đọc lại nè. Tôi vui, tôi cũng vui luôn. Thì nói là sao? I'm happy too. Rồi nè, tôi không có đói, tôi cũng không đói. I'm not hungry either. Tôi dự định ra ngoài nè. Tôi cũng đi á. I'm going out too. Rồi, trời mưa vào ngày thứ bảy. It rained on Saturday. Thì đây cũng mưa thứ bảy mà. It rained on Saturday too. Tiếp nha. Jenny không biết chạy xe kìa. Tôi cũng không biết luôn. Thì nói là sao? I can't drive a car either. Đó, vậy là xong. Tiếp, tôi không thích đi shopping nè. À, bạn cũng không thích đi shopping luôn đúng không? Nói là I don't like shopping either. Hồi lúc mình đọc either, hồi lúc mình đọc either luôn á ta. Rồi tại vì cái nào nó cũng tại vì lúc mình nghe cũng vậy, có người xài either, có người dùng either. Nó hứng chỗ nào nó rớt vô chỗ đó. Rồi, ba của không, mẹ bạn này là giáo viên. Ba bạn này cũng là giáo viên luôn. Her father is a teacher too. Rồi vậy ha. Quan trọng là cái chỗ làm không á. Không nó dễ hơn, nó khó hơn là cái chữ có. Rồi bây giờ tới so nha. Này hơi ngược chút. So am I, so do I, so can I, so cái gì đó, I. Được chưa? I went to bed late last night. Tôi cũng vậy, so did I. Tại vì đi ngủ. Quá khứ đơn ha. Vậy thì tóm lại quá khứ đơn thì sẽ là did đúng không? Hiện tại đơn là do hoặc là đơ phải không? Rồi nếu mà có hoàn thành này là have á. Tương lai là will nè. Rồi còn to be gì đó là was. Hoặc là word này tùy chủ ngữ nha mọi người. Rồi lát nữa coi làm thử ha. Và vân vân nữa. Dạo này nó hay vào vân vân lắm. Tức là mình phải biến hóa một chút, chứ nó không có xác định là những cái mà nó đã cho thôi. I'm thirsty. Tôi khát nước quá. Tôi cũng vậy luôn. Có không? So do I. Chỗ này tất nhiên là me too cũng được. Nhắc mới nhớ khát nước thiệt nha. Uống nước luôn. I just had dinner. Tôi vừa mới ăn tối xong. Thì là so, nó là just had đúng không? So had. Ở đâu? I have just had. Vậy là so have I. Nhìn không có rõ. Đây, I have just had. Vậy là cái này là hoàn thành đó. Nó là have had. Thì mình lấy chữ have thôi, lấy cái chữ trợ âm từ thôi nha. So have I. Tôi cũng ăn rồi. I need a holiday. Tôi cần một kỳ nghỉ. Mới nghỉ xong luôn á. So do I. Tôi cũng cần. Tiếp theo, I'll be late tomorrow. Ngày mai tôi sẽ đi trễ một chút nha. Rồi, so will I. Tôi cũng trễ luôn á. Rồi, I was very tired this morning. Sáng nay tôi quá là mệt luôn. Thì tôi cũng mệt mà.
So, was I. Tôi cũng mệt vậy luôn. Xong, giờ tới so rồi nha. Giờ tới neither nè. I can't go to the party. Tôi không đi tiệc được bạn ơi. Mình cũng không đi được đâu. Rồi, sẽ là neither. Neither can I. Rồi, tại vì cái chữ neither là nó có chữ not trong đây rồi nè. Cho nên chữ can của mình là mình không có thêm not nữa nha. Rồi, neither can I. Tôi cũng không đi được. I didn't phone Alex last night. Tối qua tôi không có gọi cho Alex nữa nha. Mình cũng đâu có gọi cho nó. Neither did I. Tối qua là quá khứ, mượn chữ did thôi là được rồi. I haven't got any money. Tôi không có một xu nào trong người. Tôi cũng vậy bạn ơi, nghèo. Neither have I. Nó dùng chữ have, mình dùng chữ have luôn. Neither have I. I'm going out tomorrow. Ngày mai tôi sẽ dự định đi ra ngoài. Thì là I'm not going out tomorrow. Không có dự định ra ngoài. Tôi cũng không có đi. Neither am I. Tại sao? I'm not going to gì đó. Thì là cái động từ của nó là am nha, chứ không phải going nha. Neither am I. Không có chen chính giữa này, không có go gì đó, listen hay là what hay gì đâu nha. Nó toàn là trợ động từ thôi. I don't know what to do. Tôi không biết phải làm gì. Tôi cũng đâu có biết. Neither do I. Rồi, vậy nha mọi người. Alright, có cái khúc này hơi khó đúng không? Rồi, khó là làm lại nha. I can't go to the party. Tôi cũng đâu đi được. Neither can I. Neither can I. Tôi cũng đâu đi được. I didn't phone Alex last night. Tối qua tôi không có gọi cho Alex bạn ơi. Tôi cũng đâu có gọi. Neither did I. Rồi, tôi không có tiền bạn ơi. Tôi cũng làm gì có. Neither have I. Rồi, I'm not going out tomorrow. Tôi không có dự định là ngày mai đi đâu đâu nha. Mình đâu đi đâu. Neither am I. Tôi không biết phải làm gì nữa. Mình cũng không biết luôn. Neither do I. Ok, vậy nha. Thấy người ta không có, mình cũng không có luôn. Chứ để mình nói có sao mà được, đúng không? Rồi, không có. Vẫn là cái loại không có nó khó hơn là cái loại có, đúng không? Bởi người ta nói thà có hơn không à. You are talking to Maria. Và bạn talk to cái bạn này. Viết những cái câu đúng về bản thân mình. Và sử dụng so, là neither. Nói chung là có hay không, vậy mình sẽ làm thử. Nói chung cái dạng ở trên đây, me too, gì too với là either nó dễ đúng không? Còn cái dạng đổi đổi cấu trúc này nè thì nó hơi khó ha. Rồi ok là I'm learning English. Ê mình cũng có luôn nha. So am I. Học chứ sao không học. Không có cái gì là không học hết trơn. Càng học càng thấy quá trời thứ để học. Và khi mà mình đã đứng ở trên vị trí là dạy người ta học, mình lại càng học gấp đôi người ta. Nhiều khi có những thứ mình không biết mình cũng phải học. Mình không muốn mình cũng phải học. Bởi vì phải vậy thôi đúng không? Đó, càng học nhiều. Cho nên đừng hỏi là hỏi anh văn chừng nào xong nha mọi người. Không bao giờ có chữ gì gọi là xong hết trơn á. I can ride a bicycle. Tôi có thể lái được chiếc xe đạp. Tôi cũng vậy nha. So do I. 4 tuổi chạy xe đạp được rồi nha quý vị. Có điều biết bơi hay lâu thôi. I'm not an American. Tôi không phải người Mỹ. Không, cái này tôi cũng vậy nha. Neither am I. Tôi cũng đâu phải đâu. Rồi, I like cooking. Tôi cũng thích nha. So do I. Tất nhiên ở phần này các bạn muốn trả lời gì cũng được. Tùy theo bạn có hay không nha. Nếu có, so am I, so do I. Này nếu mà không thì sao? Là neither, không, không có. Rồi giống không thôi. Ok. I don't like cold weather. Tôi không có thích thời tiết lạnh. Ok. Mình cũng không thích luôn. Ủa sao nó lựa chúng mấy cái mà mình không thích luôn vậy ta? Giống y chang mình luôn vậy ta? Này, neither do I. Tôi cũng đâu có thích đâu. Tôi ngủ rất là ngon tối qua. Tôi cũng vậy. So did I. Đâu có vấn đề gì đâu, ngủ không ngon. Y có nha. Cái bạn này tối hôm qua 4 giờ tự dưng dậy gãi bà luôn. Xong cái mình kêu lại ngủ. Xong cái tới sáng 7 giờ mình thức dậy cái nó còn ngủ. Nói rồi giận. Thôi mà. Rồi mình tiếp cái này nữa là xong rồi mọi ha. I've never been to Scotland. Tôi chưa giờ đi Scotland. Ủa tôi cũng đâu có. Neither have I. I don't write letters very often. Tôi không có thường viết thư. Tôi là không bao giờ viết thư luôn chứ đâu phải không thường đâu. Thì là Neither do I. I'm going out tomorrow evening. Tối mai mình sẽ đi ra ngoài chơi. Mình có đi không ta? Ok. Tối mai mình đi không? Đâu có, hồi mà hồi giống nó luôn đi. Đi luôn đi cũng không sao mà. Thì sẽ là
So am I. Đó. I haven't got a headache. Tôi chưa bao giờ bị đau đầu. Sung sướng cuộc đời vậy. Đau đầu mà cũng không bị được nữa hả? Ok thôi kệ, mình không bị giống nó luôn đi. Chứ để mình đau đầu hoài cũng được. Không, hổ xô. Neither have I. Tôi cũng chưa bao giờ bị đau đầu. Tôi bị đau khắp khắp người thôi. Tiếp theo, I didn't watch TV last night. Tối qua mình cũng không có coi TV luôn nha. Neither did I. I often go to the cinema. Tôi thường đi rạp chiếu phim. Ê, nói về bạn này. Ok, let's see. Ok, một là không, hai là ok. Giờ bây giờ mình nói sao? Mình từ chối gì nè? Tôi thường đi ra ngoài. Tôi thường là I don't. Ok, này là quay lại bài cũ chút xíu nha. Người ta nói cái đó mình có hay không thôi. Chỗ mà I am với lại I don't đó. Tôi thường đi rạp chiếu phim, I don't. Tôi thì không đi. Có cấu trúc này với này khác thôi. Thì đây là về sự thật giống mình ha. Đa số là giống. Còn mọi người như nào? Mọi người trả lời thử coi. Mình không tin là có ai giống mình hết đó. Đúng biết nè. Rồi ngủ tiếp rồi. Hay lắm. Hay sáng giờ, ấy lộn, hay 6 giờ vậy á hả? Xong rồi cái hả? Đòi đi chơi này kia xong cái chết chơi xong cái mình phải đi làm cái nó đi ngủ. Đúng là sướng như chó vậy. Rồi hiện tại chưa thấy gì sai hết. Chắc là tới đây cũng ổn. Để coi lại lần nữa coi. I'm learning English, so am I. Mình đang anh văn, mình vậy luôn. I can ride a bicycle, so do I. I'm not American, neither am I. I like cooking, so do I. I don't like cold weather, neither do I. I slept very well. I slept well last night, so did I. I've never been to Scotland, neither have I. I don't write letters very often, neither do I. I'm going out tomorrow evening, so am I. Ok, con này không đi đi. Sửa là anh không đi luôn. Mai mình đâu đi đâu đâu. I'm not. Tôi đâu có đi. I haven't got a headache. I have. Nhưng tôi có. Đau đầu mà. Cái đầu thì nó phải đau chứ. I didn't watch TV last night. Neither did I. Rồi tôi cũng không coi phim luôn. I often go to the cinema. I don't. Tôi không có thường đi coi phim. Phim gì cũng không có coi. Rồi. Sợ là chút xíu cho nó hợp với bản thân mình hơn. Còn lại thì đâu liên quan tới mình đâu. Nhưng mà học trả lời vẫn tốt hơn đúng không? Còn lỡ bí quá lúc ra nói chuyện là lỡ xài tu thì thôi đừng buồn đừng giận bản thân. Tại vì cái này nó cũng hơi phức tạp thiệt mà. Có một chút khó khăn. Rồi tạm thời như vậy nha. Bye bye cô chú anh chị em và các bạn. Mình gặp lại vào bài sau. Có thể là từ vựng chắc.